mình xúc đất lên nha. Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ với bớt sẽ xúc đất đổ vô bọc để mình trồng cây mai con nha mọi người. Ngồi đây nhanh con. Ôi, đeo ra con sủa gì đó. Cà đào. Nha. Thì để trồng mai, mấy cây mai con. Vậy muốn được gì vậy? Xin mời, bóp ăn của con nghe. Hết tân kìa. Ăn hết luôn nè. Nhanh, bé. Bé buốt. Bé ơi, bé, xâm ơi, xâm. Sức đất trồng. Xâm tập thể dục với xâm. Xâm tập thể dục coi hả? Phải đặt nhé. Đừng có bắt nha. Phủi tay nữa kìa. Về xưa quá. Về xưa quá. Chẳng bót ăn cái gì vậy? Chị bót ơi. Chỉ nha. Chà. Bót ơi. Không cản đâu. Ngon. Ăn hết rồi vẫn còn liếm à. Gặp cái gì cũng gặm hết. À, dính rồi, dính rồi. Ngắm cây, ngắm hoa gì. Em ơi. Leo lên cây à. Con chó này dữ quá. Bút lại đây nè. Lên đây, lên đây. Ôi, bếp bị bóng cho mày hả? Cảm ơn con nha. Đỡ mì xúc đất nè. Giỏi giỏi. Sướng quá, sướng quá. Sướng. Má đi ngủ. Ngủ rồi. Tự nhiên bay lên cái ngủ luôn. Nãy bị bóng cho mẹ thôi mồi ngủ luôn rồi. Buồn ngủ hả? Chờ xíu nha. Rồi làm xong rồi. Giờ là mình rinh ra mình đẩy vô cây cho. Ngồi làm gì đó con. Lên kia ngồi đó nha. Cho bé kéo đi nha. Giống xì kéo ngày xưa quá. Để cái phụ đi con. Này.
Đen luôn. Điên bê cho bánh kìa Điên ơi. Này. Kì. Này. Cho con này. Mèo. Mèo tới rồi. Mèo Điên nữa mọi người ạ. À. Muôn á. Muôn. Muôn ơi ba cho kìa muôn. 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 Ôi vậy. Rồi ba cho kìa. Muôn không ăn. Muôn không ăn bánh đâu. Muôn chạy rồi. Ơi, mình đã làm xong công việc rồi. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người video tiếp theo.